Bác sĩ cảnh báo, sau khi tiêm vaccine mũi 3, cấm làm điều này, kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai tiêm vaccine COVID-19. Có nơi đã tiêm đủ mũi 2 và thậm chí là tiêm cho các em từ 12 đến 17 tuổi nữa. Không biết là cô bác và các em nhà mình đã được tiêm đầy đủ các mũi tiêm chủng hay chưa? Gần đây thì trên các báo đài, phương tiện thông tin truyền thông cũng đưa tin là từ giờ cho đến cuối năm nay, chậm nhất là đầu năm sau thì nước mình sẽ triển khai tiêm vaccine mũi thứ 3 hay còn gọi là mũi nhắc lại để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân. Nhiều cô bác tỏ ra lo lắng cũng như hoang mang không biết là có nên tiêm mũi thứ 3 này hay là không. Và nếu tiêm thì mình cần lưu ý điều gì giống như hai mũi đầu hay là không? Do đó, để có thể giải đáp những thắc mắc này của cô bác, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ 4 việc mà cô bác cần chú ý khi tiêm mũi thứ 3 để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Xin mời cô bác cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Trong khi tại nhiều nước, một bộ phận người dân vẫn tỏ ra hoài nghi về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, thì chiến dịch tiêm chủng rộng lớn ở các nước đã cho thấy những hiệu quả trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Thậm chí một số nước đã triển khai việc tiêm mũi vaccine thứ 3 để tăng khả năng bảo vệ con người trước biến thể nguy hiểm của loại virus gây đại dịch này. Cũng tương tự như hai mũi đầu tiên, ở mũi tiêm thứ 3 thì cũng có một số điều mà cô bác cần lưu ý để tránh gặp phải những rủi ro ngoài mong muốn của bác nhé. Lưu ý đầu tiên là cô bác tuyệt đối đừng để bụng đói trước khi đi tiêm. Nhiều cô bác có suy nghĩ là việc ăn uống và tiêm phòng thì chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Thế nên ăn hay không cũng không quan trọng. Ở lần tiêm mũi thứ 2, bạn của tôi cũng chủ quan y như vậy. Vì có lịch tiêm sáng cho nên cô ấy dậy rồi đi tiêm luôn. Nói là đi tiêm xong về ăn cũng không sao. Ấy vậy mà khi đến tiêm, ngồi chờ 30 phút đã thấy choáng váng, xây sẩm mặt mày. Bác sĩ đo huyết áp thì thấy tụt mạnh nên yêu cầu cô ấy phải ăn no rồi quay lại theo dõi thì mới được tiêm. Thế nên rút kinh nghiệm từ trường hợp này, cô bác chú ý là bất kể mình tiêm mũi thứ nhất, mũi thứ hai hay là tới đây là mũi thứ ba thì cũng đều phải đảm bảo ăn đầy đủ các bữa chính và không để cho bụng mình bị đói trước khi đi tiêm vaccine COVID-19. Cô bác mà nhịn đói trước khi tiêm có thể gây chóng mặt, ngất xỉu. Đặc biệt nếu cô bác là người sợ kiêm tiêm, sợ phải tiêm thì việc để bụng đói còn nguy hiểm hơn thế nữa cô bác nhé. Mách nhỏ với cô bác là mình nên mang theo một hộp sữa hay một chiếc bánh ngọt. Đề phòng khi mình chờ đến lượt tiêm quá lâu thì có thể dùng tới chúng để có sức và không bị ảnh hưởng gì sau tiêm của bác nhé. Lưu ý thứ hai là cô bác không được uống rượu bia, đồ có cồn trước và cả sau khi tiêm vaccine. Nhiều cô bác, đặc biệt là các bác nam, trước và thậm chí ngay sau khi mới tiêm vaccine COVID-19 xong đã hẹn hò nhau tụ tập làm vài chầu bia rượu rồi. Cô bác nghĩ rằng nó không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình. Thế nên cứ uống đi thôi, sẽ không sao cả. Thế nhưng cô bác phải hiểu là uống rượu bia trước hay sau khi tiêm vaccine mà không có nguy hiểm gì thì tại sao từ bác sĩ, chuyên gia cho đến Bộ Y tế đều phải khuyến cáo về việc này, có đúng không nào cô bác? Cô bác cứ hiểu nôm na thế này, sự kết hợp bia rượu với tác dụng phụ có thể gặp sau khi tiêm như là ho, sốt, khó thở, từ đó sẽ làm cho các triệu chứng này nặng lên. Hơn nữa, bia rượu cũng gây khó khăn cho việc phân biệt giữa tác dụng phụ của vaccine và tác dụng phụ của bia rượu. Thế nên, cô bác chú ý là tránh xa bia rượu để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch của mình được đảm bảo tốt nhất sau khi tiêm vaccine COVID-19. Cô bác nên nhắc nhở bác nhà mình tốt nhất là nên kiêng rượu bia trong vòng 72 giờ trước và sau khi tiêm vaccine, tức là khoảng 3 ngày đó cô bác. Thay vì sử dụng bia rượu nguy hiểm, có hại, thì sau khi tiêm vaccine, cô bác nên tăng cường ăn các loại thực phẩm chống viêm như là cà chua, dầu ô liu, rau xanh, tránh thực phẩm được chế biến sẵn và thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ. Lưu ý thứ ba là cô bác phải uống nhiều nước sau khi tiêm vaccine. Thực ra thì không phải chờ đến khi tiêm xong thì cô bác mới nên uống nhiều nước đâu, mà thói quen này cần cô bác duy trì ngay cả trước khi tiêm và đều đặn mỗi ngày. Nước giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tất cả chúng ta đó cô bác. Thường xuyên uống nhiều nước sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn và cũng là để cho hệ miễn dịch làm việc được tốt hơn. Nước còn có thể giúp cho cơ thể của chúng ta loại bỏ độc tố và các nguyên nhân gây bệnh một cách tự nhiên. Nhiều cô bác sau khi tiêm vaccine xong thì sẽ xuất hiện triệu chứng đau đầu. Đây là một tác dụng phổ biến của việc tiêm vaccine COVID-19.
một số cô bác thì sẽ bị sốt hoặc là khó thở. Và lúc này mà cơ thể bị thiếu nước, ít nước thì những cơn đau, cơn sốt sẽ trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, cô bác cần uống nhiều nước hơn. Nếu cô bác cảm thấy rằng nước lọc nhàm chán quá thì có thể uống nước ép trái cây hoặc các chất lỏng khác không quá nhiều đường. Cô bác có thể mua những chai nước điện giải ở hiệu thuốc để uống cũng rất tốt. Lúc nào cô bác cũng nên có chai nước bên cạnh để có thể uống trong ngày đi tiêm. Còn sau khi tiêm xong, cô bác nên uống đủ 8 ly nước mỗi ngày, cô bác nhé. Cô bác có thể phân bố đều lượng nước mà mình cần uống trong 4 thời điểm, như là sau khi thức dậy đến giữa buổi trưa, giữa sáng cho đến trưa, giờ ăn trưa đến giữa buổi chiều và giữa chiều đến giờ ăn tối, cô bác nhé. Lưu ý thứ tư mà nhiều cô bác mắc phải là vận động quá mạnh, tập thể dục thể thao sau khi tiêm vaccine. Tôi có để ý một số cô bác sau khi đi tiêm vaccine về vẫn đi tập thể dục thể thao giống như bình thường. Thậm chí có cô bác còn tập cả những môn phải dùng nhiều sức như là chạy bộ, tập gym hay cả đi bóng đá và đánh cầu lông. Cô bác quan niệm là phải vận động như vậy thì mới tránh được những tác dụng phụ, chứ còn nằm nhiều mới dễ đau mỏi, nhức người hay là bị sốt. Thế nhưng mà suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm đó cô bác. Các tổ chức y tế đều khuyến cáo người đã tiêm vaccine thì nên tránh các hoạt động vận động mạnh như là bơi lội, đạp xe, nâng tạ nặng hay là chạy bộ nhanh và các môn thể thao cạnh tranh như chơi bóng sau mỗi liều tiêm vaccine COVID-19. Thậm chí là ở Singapore, người ta còn ghi nhận một số trường hợp bị ngừng tim khi nâng tạ tại một phòng tập sau khi tiêm vaccine xong. Thế nên tốt nhất là sau khi tiêm vaccine xong, cô bác hãy dành một ngày để nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn tập luyện thì cô bác nên chọn những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng của bản thân. Như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình và tránh được những rủi ro từ quá trình tập luyện gây ra, cô bác nhé. Ngoài ra, sau khi tiêm vaccine, cô bác nên ở lại điểm tiêm ít nhất là 30 phút để theo dõi sức khỏe, bởi vì trong khoảng thời gian này rất dễ có những phản ứng bất thường xảy ra với cơ thể. Cô bác tuyệt đối không được chủ quan. Sau khi về nhà, cô bác cần tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất là 7 ngày đầu. Nếu có người thân ở bên cạnh chăm sóc thì càng tốt. Nếu cô bác thấy rằng cơ thể của mình có những thay đổi bất thường thì phải liên hệ ngay tới các đường dây nóng hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời, tránh để càng lâu càng nguy hiểm hơn, cô bác nhé. Trên đây là những lưu ý sau khi tiêm vaccine COVID-19. Cũng giống như ở mũi 1 và mũi 2 trước đó, tôi mong rằng ở mũi tiêm thứ 3, cô bác vẫn sẽ duy trì được một tinh thần lạc quan, một sức khỏe thật tốt để mình có thể chiến thắng được đại dịch nguy hiểm này, cô bác nhé. Nhiều cô bác xem đến đây có thể vẫn đang có đôi chút thắc mắc là liệu rằng có nhất thiết phải tiêm mũi thứ 3 hay là không? Và nếu tiêm thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không? Tuy nhiên, thông tin về việc tiêm mũi thứ 3 đã được Chính phủ, Bộ Y tế và cả những cơ quan có chuyên môn đưa ra. Thế nên chắc chắn nó phải an toàn rồi, cô bác. Cô bác có thể thấy là sau nhiều đợt triển khai tiêm vaccine COVID-19, thì thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội là hai địa phương đạt tỷ lệ tiêm đủ liều trung bình trên 69%, cao nhất cả nước. Tuy nhiên, sau 6 tháng, một số trường hợp mặc dù đã được tiêm đầy đủ nhưng vẫn nhiễm bệnh. Một số nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ giảm phân nửa sau 108 ngày, tức là khoảng 15 tuần. Sau khi tiêm vaccine khoảng 4 đến 6 tháng, thì lúc đó kháng thể giảm và nếu bị phơi nhiễm với SARS-CoV-2 sẽ vẫn có thể mắc bệnh. Mặc dù bệnh không nặng, nhưng do các virus đã sinh sản trong cơ thể nên vẫn có thể lây bệnh cho những người khác, vì vậy sẽ tăng khả năng lây lan. Hơn nữa, nhìn sang các nước lớn ở châu Âu hay Israel thì họ cũng đã và đang triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với COVID-19. Cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ vaccine vẫn được xem là tấm hộ chiếu an toàn để giúp cho cơ thể được bảo vệ bởi kháng thể, giảm nguy cơ lây nhiễm, tránh được COVID. Đặc biệt là khi mình đã tiêm vaccine thì nếu như chẳng may mà cô bác có nhiễm thì cũng yên tâm là giảm các triệu chứng nặng và giảm nguy cơ nhập viện hay đáng quan ngại hơn là nguy cơ tử vong. Theo đó, các loại vaccine phòng COVID-19 cần được tiêm theo thời gian cách nhau phù hợp, ứng với từng loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với tất cả các loại vaccine để có thể tiêm bổ sung mũi thứ 3 đối với một số loại vaccine đã tiêm trong thời gian vừa qua, cô bác chỉ cần hoàn thành tiêm mũi thứ 2 ít nhất là 6 tháng là đã có đủ khả năng để được tiêm mũi thứ 3 rồi đó cô bác. Còn về việc loại vaccine mũi thứ 3 nào phù hợp với hai mũi tiêm trước
thì còn phải dựa trên nghiên cứu thực nghiệm. Tốt nhất thì vẫn là cô bác tiêm cùng loại vaccine. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có đủ nguồn vaccine. Vì vậy, sự phối trộn vaccine cũng phải tuân theo chỉ định của Bộ Y tế. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.